tưởng văng game nhưng mà thực chất ra là nó bị lỗi game đấy. Anh em thấy thú tự nhiên biến mất, anh em hiểu rồi. Đây rồi, chúng ta đi đến đây rồi. Léo nào tôi từ đầu là chưa chạm mặt. Ok, hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Được rồi, mình và Giang ARK đây. Thì chúng ta quay trở lại với series ARK Medium dễ nhất nhé các bạn. Được rồi, thì cũng 4 ngày nay rồi mình chưa ra clip bởi vì một số việc anh em ạ. Đợt này thì trong liên quân nó đợt là cuối mùa rồi, thế nên là mình phải cày mấy con ARK của mình nên cao thủ đã. Đó, thế nên là mình mới ra muộn này đấy. Đó, thì tập này ARK thì chúng ta chắc chắn rồi sẽ đi hang Yeti ngay mà luôn thôi. Hiện tại thì mình đã là level 75 rồi, mình đi xong cái hang này chắc cũng phải lên level 79 ấy. Đó, thì bây giờ tôi phải đi bắt một con thú đã. Giờ nếu có con nào đi vào hang cơ, chẳng nhẽ mình chạy bộ à? Chạy bộ làm sao ăn được bọn nó. Đây đây, tôi có hai cái đồ lông rồi nhá. Hai cái đồ lông, bây giờ mình sẽ đi trong rừng. Đi trong rừng đỏ để bắt con T-Robot các bạn ạ. Chứ nếu mà mình đi chay ấy dễ chết lắm. Giáp đéo có, kiếm thì không làm sao, kiếm nó cũng có ấy đâu. Để mình xem nào, X10 còn không? Vẫn còn X10, hết đạn độc rồi. Đạn độc không biết trong tủ đồ còn không. Đây, trong đấy cũng đéo có đạn độc các bạn ạ. Thôi tôi đi qua cái khu bên kia để kiếm xem nào. Bên đây chắc chắn có đạn độc này. Mình đi trong rừng bắt con T-Robot để đi hang nhá, chứ không đi chay đâu. Đó, đợt này mãi đánh liên quân quá nên là quên mất không ra được clip anh em ạ. Với cả làm đéo còn ý tưởng gì. Bây giờ cái gì làm cũng lặp đi lặp lại, anh em xem cũng chán. Thế nên bây giờ tôi sẽ vừa quay liên quân vừa quay ARK luôn. Các bạn thích thì các bạn xem, các bạn không thích thì thôi. Mình đăng lên cho có mà. Đây rồi, còn nhiều đồ phết đấy các bạn. Từ đó mình làm thấy cái bola đó các bạn ơi. Chứ con này là tem là các bạn không đặt bẫy đâu. Cho cái bola cho nó nhanh các bạn ạ. Đây, da này, fiber này, thì nữa đá hả? Làm được 3 cái đi. T-Robot à? Con này nó bay được. T-Robot. Ủa, mẹ mày, đúng T-Robot còn gì? Con gà T-Robot ở level đéo bao nhiêu nhỉ? À đây, 33 cấp. 20 da nữa, à 20 fiber nữa. Đây đây đây. Ủa, 20 gỗ á. Chết mẹ. Đây, có gỗ luôn. Được rồi. Thế là bây giờ chúng ta đi bắt được rồi đấy. Úi trời, cái con này bắt nó cũng đơn giản nhưng mà không. Ôi, sao mình có đạn rồi nhỉ? Ô, vãi cả nồi. Con này không cần nhiều đạn nữa các bạn ơi. Con này cần tầm 20 viên là cùng. À đâu, 5 viên là cùng. Có khi một viên ngủ luôn đấy. Chỉ mang đi cho có thôi. Được rồi, mình xem mình đã ngủ chưa đã. Ngủ được rồi, ngon. Ok, chúng ta đi bắt luôn nhá. Bắt con này khá là đơn giản. Chết mẹ, bắn mất viên đạn của tôi rồi. Bắt con này rất đơn giản thôi. Không cần đặt bẫy biết gì đâu. Gặp là bắt thôi, chủ yếu là phải tách bọn nó ra khỏi đàn thôi. Thường thường thì mấy con T-Robot này đi cùng 5-6 con cơ. Nên là nó quay nó đánh hơi bị đau ấy. Thế nên là phải tách nó ra khỏi đàn. Tách ra khỏi đàn thì đây nhiều đạn độc lắm, bắn mỗi con một viên là ngủ mà. Đây, cái đoạn rừng đỏ đoạn đéo nào nhỉ? Ui xa thế. Để phải đi một cây số nữa. Ok đây rồi anh em ơi. Đây. Cháu hiểu con chim tôi vừa nãy nó rơi nên đi đâu mất rồi. Được rồi. À đây đều. Sau bao lâu thì cuối cùng tôi đã tìm được hai con đây rồi. Mỗi tội đều đang cắn nhau điên quá. Để mình ngủ cái nhá. Xong rồi mình sẽ đặt cái đuốc ở đây đã. Tí nữa còn biết được bọn nó ở đây chứ không đi cũ mất thì sợ. Ôi chết rồi, cắn nhau bọn cá rồi. Từ từ tôi mắc các my fan ơi. Đây đây, đây qua đây qua đây qua đây. Qua đây đi qua đây đi qua đây. Đúng rồi, ngủ đã. Ê, đừng cắn chết tao nhá. Ôi, các my fan ơi, từ từ bình tĩnh nào. Ôi, 3-4 con liền ạ. Đủ quá đông chứ, bay bay. Từ từ thôi. Đây có một con 115 cấp này. Các my fan ơi. À đây con này 50 à. Ôi, nắm con 50 đấy. Thế để tôi đập chết hết mấy con 50 đi nhá.
Nào nào nào, ra đây, một con đi đây. Sao lại chui đâu mấy con đem vào mới kìa. Mấy anh em nhìn gà này. Mấy em nhìn gà thế nước này. Đấy, một con 115. Đéo được, đéo được, đéo được. Từ từ đã câu ơi. Tôi mang cái bô la ra đây đã. Đây. Hai con chúng mày. Đây gì? 90. Ôi chết mẹ, 115 mình bắn cho nó. À, mình chém cho nó gần hẹo mẹ rồi đâu. Mà nó còn hết stamina luôn này. Chứ biết tôi bắn phát cô hẹo luôn không? Đấy, em ơi, bình tĩnh nhá. Cố lên nhá. Cố lên. Phát nữa, cố lên, chỉ phát nữa thôi. Cố chịu nhá, phát rồi. Ui đéo ngủ. Vãi cứt. Em ơi cố lên. Chịu phát cuối đi em. Ui mày thế đéo chết. Đủ má chém có 400 máu rồi nhá. Phê lòi luôn. Bình thường là chắc cũng hẹo rồi. Ủa? Em ngủ rồi ma. Sao đây không tính nhở? Ui nó hết stamina thì nó đéo hết thức ăn nữa. What the... Tôi đang ngủ rồi đấy nhá. Nhưng mà nó lại hết stamina chứ nó không hết thức ăn cơ ông ơi. Đủ má game. Nào xong luôn. Úi rồi. Ui mẹ hết mẹ tô luôn. Ui kích vậy. Đủ má thì kỳ vậy. Bây giờ mà về nhà nhá. Bây giờ tôi về nhà xa quá các bạn ơi. Nhà mình cách đây xa không? Để mình về mình lấy đồ đây. Ui mẹ nhà mình cách đây mấy chục cây số ạ. Về kiểu béo ấy. À ăn một lần nữa là xong. Trời ơi cứ tưởng cái gì. Cái gì khó nhằn lắm chứ. Đủ má nhà tôi cách đây mấy chục cây số liền đi về kiểu gì. Tính ra mình không ngủ thì cái turbo của nó còn tụt. Nó còn đỡ tụt đấy. Mình ngủ đi phát turbo tụt thằng cây số luôn. Ây mẹ mình để ý là turbo nó vẫn tụt đấy các bạn ơi. Đéo ổn nữa lắm. Nhưng mà con vua đi đồ đấy đã. Để tôi xem nào. Qua bên đây xem nào. Có cái cây cối gì không thì mình còn đấy chứ. Mẹ trời tối quá không nhìn thấy cái gì cơ. Trời tối quá có nhìn thấy cái mẹ gì đâu. Đây có trái đen này này. Nhưng mà mình không còn thịt thối. Mình ăn méo này. À mình còn có một miếng thịt thối này. Bao nhiêu trái đen rồi. Có hai quả đen vãi đái ạ. Tôi sợ tỉnh dậy chứ này. Con này mình để ý tỉnh dậy nhanh lắm. Có 5 trái đen rồi. Thế được rồi đấy. Rồi. Tạm thời mình phải chế cái bình nước đã. À cái bình nghiền đã. Đâu nhỉ. 65 đá à. Đây rồi. Có. Chú cứ bình tĩnh nhá. Đây có quả chú đây. Cứ bình tĩnh. Cái này đặt được ngoài đất không nhỉ? À đặt được. Đâu thì thối đâu. Đây rồi. Chú bình tĩnh nhá, chú đừng tỉnh dậy nhá. Anh có quả chú đây. Ui đúng lúc con gorilla nồi mình ra. Vãi rồi, bây giờ mày ra tao cũng làm đéo có cái gì cho. Ui vãi nồi tỉnh rồi. Điên thế nhỉ. Sao nó tỉnh nhanh thế nhở? Đéo được các bạn ơi, con này không bắt được rồi. Lại phải tốn một cái x10 với nó thôi. Đéo hiểu mình ngủ bây giờ nó lại tụt stamina chứ nó không tụt thức ăn không ạ. Master Logic, ui ngủ được 3 lần luôn ạ. Hãy đi tìm tiếp nào. Đủ má game. Nó lại tụt thức. À nó lại tụt stamina chứ nó không tụt thức ăn. Nó mới logic chứ. Đi qua bên đây cho nào. Chỗ này chắc chắn phải còn. Tôi tìm một con đi hang chứ đâu phải tìm một con đi combat đéo đâu mà phải cần con level cao đâu các bạn. Chủ yếu chạy mới cả mẹ mày ấy thôi. Con T robot này nó bay được mà. Trong hang không biết nó có bay được không nữa. Cano này. Level 5. Ui vãi nồi, hai con này yếu quá. Chạy thì chắc là được mấy trăm mét là lại hết hơi gì. Mình phải bật cái đồ họa thấp nhất để mình tìm cho nó dễ đấy. Trong game nó tối quá các ông ạ. Mật độ thấp nhất thì tìm ấy. Bây giờ để tôi về tìm nào. Mẹ nãy đéo hiểu kiểu gì ngủ xong cái mình bị tụt thức ăn mà nó lại đéo bị làm sao các bạn ạ. Như kiểu lúc nãy là không ngủ được ấy. Mình nghĩ là lúc nãy là không ngủ được các bạn ạ. Kiểu thú mà nó đang tấn công các bạn là các bạn không ngủ được ấy. Thế nó không bị tụt thức ăn. Nhưng cái đéo là sao lại hết stamina nhỉ. Còn bên đây nào, bên đây thì nó có cá số bay các ông ơi. Bên đây này có cá số bay mới khổ chứ này. Đéo có con nào đi nẻ cơ. Đây này. À đâu đây con gấu. Nãy mình bay qua đây rồi. Nhưng mà nó đéo có ở đây. Đây rồi. Ui Raptor à. À này mình có con Raptor có đi được không nhỉ. Nhưng mà đéo có cái yên xịn cơ. Yên tự yên đéo lắm. Yên nhà mình cái yên Sida. Tôi để chỗ hang mũi.
để chỗ cái hang ngay đầu tiên đi, mấy cái hang đẻo đẻo ấy, để đi farm ít chi tin đi. Cái con đấy làm sao mà đi được. Galiminus này thì quá to rồi, đến cái hang độc nó còn không chạy được cái sao ấy. Thế nên là không đi được nhá các bạn. Ok anh em ơi, đây rồi, tôi đã tìm thấy một đàn luôn. Con này 10 cấp à. Đây có một con đi chân mình, hai con, ba con liền. Bọn nó bù mẹ đi chân được, chả biết đi xuống được không đây. Ôi chết mẹ, hình như nó lên cả từ cục đá hay sao nhỉ. Đấy, đấy con nào lên đây không à. Con 50, cút, cút ngay. Biến ngay lập tức. Đây, cái này hai con nữa, con màu đen này. Thế nào, im với tao check chúng mày xem nào. 40, à đây có màu đen 110. Ngon 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 ngon. Bác có màu đen nhé các bạn ơi. Để giết hết cái đám đã. Màu đen đi hết rồi đúng không. Ở đâu rồi. 30 cấp này. Yếu đâu hết rồi. Ui, nó leo tận như kia rồi. À đây có màu đen đây. Đâu đây có màu bạc cái chứ. Mẹ nó leo cả lên trên đây ạ. Má gớm thật sự. Mày là cái con chết tiếp theo. 40 cấp này. Ơ. Ôi đừng đánh nhau. Đánh nhau bạn ơi. Đủ má chính xác là con này đúng không nhỉ. Ui đủ má mày. Lúc đéo nào tao cũng phải đánh cho mày gần chết thế nhỉ. Chết mẹ chúng mày đi. Thật sự chứ các bạn. Con này lúc đéo nào cũng phải để mình đánh cho nó gần chết thì nó mới chịu được cái sao ấy. Ê các my friend, các my friend này. Các my friend này. Để nó tao chói vào đã. Ơ đây, tao đây. Đi qua bên đây. Ô kìa. Chính xa con đấy của tao ra. Đây mà, tao đây mà. Ô, mù à. Ủa, cái nồi gì vậy, con này bị mù rồi ấy. Má nó mù ạ. Đéo được, mẹ nó mù. Đéo biết mình đâu luôn chứ. Mẹ thú trong game giờ lại còn bị mù nữa này. Rồi, đứng đấy. Con này hồi máu chậm lắm. Bao nhiêu máu? 400 máu. Thế là được rồi. 400 máu là ok rồi. Rồi cho ngủ luôn. Cho mày về trời luôn con ạ. Úi giời, tối không nhìn cái gì này. Cho mày về trời luôn. Đấy, bây giờ ngủ nó mới có tác dụng này. Cho mày ngủ luôn. Phát nữa. Mày ra được thì tao cũng cho mày tiền luôn ấy. Đây. Bây giờ nó mới có tác dụng nhá. Nào ăn đi. Ấy, bây giờ mới có tác dụng đấy các bạn ơi. Xong rồi tôi cho cái yên của người ấy luôn nhá. Rồi xong rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ nắp cái yên của người nó luôn. Như nào. Đấy, xong rồi bây giờ chúng tôi đi về thôi. Đâu giường đâu rồi, ngủ được phát nữa. Ui, tôi ăn hết nước rồi. Rồi, trời ơi, đấy. Ngủ thế này nó mới có tác dụng nhá các bạn. Chứ đang bị đánh mà các bạn ngủ ấy là nó mất tác dụng ngay. Thế nó mới vãi hòa cơ. Nào đứng yên nào con ơi. Stop. Ok. Đâu rồi. À từ từ từ. Check đã xem tốc độ bao nhiêu. Cái này có chạy được lại mấy con ấy không nhỉ. Không biết cái này có chạy được lại mấy cái con mấy con sói không ta. Hay là lại phải up level một tí nữa. Cút hết ngay. Cút hết chúng mày, cút hết cho tao. Để tôi đi up thêm level nhé, chứ con này hiện tại là nó yếu quá. Đây. Được 3% tốc chạy à. Để mình đi, mình up level một tí nhá. Mình qua bên đây để mình ấy đã. Chứ nếu mà chạy thế này thì mẹ dễ hẹo lắm không. Được rồi. Đây, ở trong đây các bạn, ở trong rừng này này, các bạn up level thì sướng cực kỳ luôn. Ôi nhưng mà sao stamina tốn thế nhỉ. Cứ mất từng cục một thế kia. Trong rừng này thì up level rất là nhanh luôn. Bởi vì rất nhiều cano này. Mà nhìn đi đâu. Úi dồi cắn yếu thế. Đố ma mày cắn thế này gì. Nhưng mà máu trâu phết. Cũng được. Nào giết một con lên được một cấp không. Đâu được lên được một lửa. Vãi đái. Ui stamina nó yếu lắm các bạn ơi. Cái hồn ma nó hồi còn nâu nữa cơ. Chứng tỏ con này mà đi hang thì hơi bị khốn nạn này. Khó hơn được con Raptor. Được mỗi cái nó bay rồi thôi.
Mình đi up một tí này vợ đã, mình bay qua bên đây thì xem nào. Úi xòi, bay được cái kỹ năng ấy. Nội tại ẩn của chú T. Robert. Đây rồi. Chỗ này nó có cái vòng nót này. Mở ra. Hí 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 hí, mấy cấp 4 cấp. Úi xòi, bảo giờ mấy cái tốc độ này nó mới đạt ngưỡng tử thần này. Giờ tôi được dùng ống nhòm cái là bọn này chết hết với mình ngay. Ê đùa. Mình cắn nhau. Solo mày luôn, con này cắn cho có x2 đam. Bây giờ chú thích gì? Cút ngay. Úi trời ơi, làm sao hỏi được tao. Con khủng long con đi lô phô kia định hất mình phát chứ. Quên rằng mình biết bay các bạn ạ. Chứ nào, chỗ này có mấy con rùa nhặng này thiếu được. Đấy, bay tiếp. Úi trời. Ô bây giờ tốc độ mới đạt ngưỡng cực đại này. Mà vẫn chậm lắm không ơi. Đồ má vẫn chậm lắm. Để xem nào. Bay lên trên đây, tìm cái con cano. Bây giờ tôi mà được ống nhòm quá, bọn này liệu hồn ngay. Nhưng mà xe đi này mình ít dùng ống nhòm thật sự luôn má. Từ trước cái này chắc là mỗi cái xe đi này là mình ít dùng ống nhòm nhất. Còn từ đợt xưa đến giờ mình chơi mình toàn auto ống nhòm các kiểu. Ấy đéo cắn nhau con này được, con này làm to lắm. Cắn nhau với con cano còn được chứ diver thì mình không phải đối thủ với nó các bạn ạ. Nó cắn chết. Ai. Ui trời ơi, thì giữ bị cha đội kéo cả quân đoàn để cắn tao à? Tao có làm gì đâu. Đi thôi, nhanh lắm các bạn ơi. Bây giờ nhanh rồi. Với tốc độ này mà solo, tôi để cái đồ họa này nó đéo nát được phát, nó chậm vãi cứt ra. Nhưng mà cái đồ họa này thì nó tối om luôn ạ. Vì sao nào? Ê, đồ họa này thì nó lại tối om. Nhưng mà nó lại nát được map và chơi rất là mượt nhá các bạn. Đéo hiểu. Game này logic chứ. Đồ họa cao thì chơi mượt, còn đồ họa thấp thì đéo nát map ạ. À đây rồi. Tìm được con hàng của chúng ta đi rồi. Cano 20 cấp. Giết con này lên 2 level là cái chắc. Không, đéo được đâu. 20 cấp cộng kinh nghiệm ít bỏ mày ăn được đi. Mày chết. Chết mày con ơi. Chết mày. Ui đéo lên được 1 level luôn. Má tật nguyền. Tượng cano. Thôi đi nhá. Gọi con bờ te ra đã. Để mình đi luôn ở đây cũng được này. Lúc này em đi được mà. Tí đi qua đấy có hai cái đầu lông kia rồi, có khi còn nóng ấy, ấm luôn ấy. Đó, đợt này là không có bùng biết amber gì, thế nên là tôi làm đéo có amber mà dùng nữa các bạn. Thế nên mới không mua thi skin ấy. Đi xong cái hang này mình phải cố gắng triệu hồi ra cái mặt lạ với cái ấy các bạn ạ. Với cái gì nhỉ? Kéo bơi. Ý, hàng đây rồi, 15 cấp này. Bú má, phế vật tật nguyền. Mày chết rồi con ạ, mày chết rồi con ơi. Con yêu ơi, con hãy nhớ mà chết mẹ mày rồi. Đéo lên được một cấp luôn, đen thế. Đéo phải là đen mà mẹ mày. Đéo cộng được bao nhiêu kinh nghiệm cho mình. Con chim của mình đâu? Ra chưa? Đã ra đéo đâu. Thôi. Ui vẫn còn nhiều kinh nghiệm lắm. Đi giết thêm con gì đấy nữa đi. Đây, để mình giết con này nhá. 4k4 4 4 4 4 4. Một 700 máu cuối cùng phải cắn nốt đi. Em ơi, tôi gây đam rồi đấy. Chết đi. Như con chim mình ra rồi. Đây này, chim mình đấy nó spam đây này. Đây rồi. Đéo lên được rồi một cấp á. Đúng má mày tật thế. Thôi đi nhá. Ok, từ đây ra đến hang băng thì rất là nhanh thôi. Đi đúng một cây số rồi đến. Trời ơi. Đông lắm rồi không đi hang Yeti đấy. Trong xe đi này đến tận tập 5, tập 6 mới đi được hang xe đi. À hang Yeti đấy các bạn. Cái hang này thì TD Shell rất là đơn giản thôi. Mỗi tội là không TD Shell cái khốn nạn này. Từ trước cái này thì cái hang này vẫn là cái hang mẹ mình khó nhằn nhất đấy. Đi với thú cũng khó cơ. Nhưng mà đợt này mình đi mình không combat đâu. Gặp là chạy thôi. Biết sao bây giờ. Con T-Robot kiếm máu được hơn 1000. Quá động gần một cái. Con Yeti nó đập cho một phát rồi thì cũng hấp hối rồi các bạn ạ. Thế nên là em mới không combat được. Đợt này combat thì các bạn phải có cái con Raptor. Có con Raptor thì may ra các bạn mới combat được nhá. Đây rồi. Hàng về. Đâu nhỉ? 170 cấp.
cũng ok đấy, cũng ngon đấy. Được rồi, đi thôi. Trời ơi, đủ quá, tí nữa tôi phải ấy cơ. Ôi, cộng 250 XP. Tí nữa tôi phải sell game cơ. Đặc biệt nhá, đi từng cái hang, tất cả các hang, hang nào cũng phải sell nhá các bạn ơi. Hết nước. Ô, sao ra đây không lạnh nhỉ? Vô lý. À đây bây giờ nó mới có thông báo lạnh nhỉ. Mình có mặc đồ ấm nhau đâu. Ui vai cứt đủ má. Ở ngoài khu vực tuyết mà nó còn báo là nóng nhờ. Ôi hai cái đồ này, các bạn biết hai đồ này mình lấy đâu không? Đâu nhỉ, hai đồ này nó xịn vãi. Hai cái đồ đầu tiên nhá, mũ nhá, mũ lồng nhá, 1000 mấy độ bền cơ. Tôi mang xem nào. Hai cái đồ này mình đâu lắm để ý. Cái này 1600 độ bền, 500 giáp. Cái này 400 giáp, 1500 độ bền. Ui mẹ, ngon thế. Của rời cho đấy mà nó ngon bãi cứt ra. Đây, chúng ta sẽ đi hàng thôi. Trước hết thì các bạn vào game cho mình. À, vào hàng cho mình. Xong rồi anh em thoát ra rồi các bạn sell game lại cho mình. Trời ơi, đi cái hàng nào cũng như thế rồi. Sell vào đầu tiên đi. Tí nữa chết, đừng còn gì to lại chứ không. Đang yên đang lành chết oan cũng dở. Rồi, đi thôi. Lên đường thôi, trong đây có nóng không? Ui, vãi cứt, trong hang băng còn ấm ạ. Còn chết, chết nóng. Chết nóng, chết nóng. Hello. Úi rồi sói. Đi thôi. Được rồi, đi thôi. Ôi, anh ơi. Đi đường đi. Đây rồi, sói tiếp. Ui, 215 cấp, đéo được. À đây rồi. Em biết tại sao tôi lại đi con này chưa? Bởi vì cái này này. Hí, lồn má mày. Sao không đi vào đây? Má mày. Ui, nặng. Được rồi, con này cân nặng nó thấp quá. Nếu ổn thì mà đi hang cơ. Vứt mẹ cái này đi, cái này tận 10 cân liền. Ok nhá, lên đường rồi. Đi đến đây rồi là hên rồi. Bây giờ dẫn hết bọn này ra hoặc là tôi nhảy qua hết đám này. Ô ít thế. Ô thưa thế, thế em đi qua nhá. Hôm nay chỗ này nó thưa đấy, bình thường ở đây nó đông như hội chợ luôn. Cái gì vậy, sao nát vậy? Tưởng văng game mà thực chất ra là nó bị lỗi game ấy. Anh em thấy thú tự nhiên biến mất, anh em hiểu rồi. Đây rồi, chúng ta đi đến đây rồi. Đéo nào tôi từ đầu là chưa chạm mặt con nào mẹ mình. Khó nhằn đâu các bạn ơi. Nhưng mà đi mem T robot này cộng thêm 50%. Úi giời, cộng 50% may mắn. Sợi nặng này này. Đố ma, nó yếu ấy. Nếu phải là nó nặng đâu mà nó con này nó yếu quá. Muốn đi tiếp. Tiếp rồi, lên đường. Đoạn cuối này. Đấy, bay đệ. Ô, đoạn cuối không có thú luôn kìa. Hên vậy. Vãi hòa thật. Bình thường mình đi nhá, những cái đoạn cuối này nhiều thú lắm. Mà thế nếu nào nay đi không gặp con nào luôn các bạn ạ. Đấy nhá, anh em nhìn rõ nhá. Đầu tiên mình vào game mình không có TD sell đâu. Mình chỉ có thoát ra mình sell game lại thôi nhá các bạn ơi. Sell game là một cái chức năng của game rồi. Chứ không phải là bảo tôi là. Đấy là lợi dụng lỗi game thôi nhá. Không có lỗi nào như thế đâu. Đây, ok. Rồi chúng ta ra ngoài thôi. Thế là ok ở đây, không có con thú luôn. Nhìn đâu. Dạo này thằng nhà làm game cũng hiểu cho game thú quá. Cho giảm đi tầm 40% thú trong hang đấy. Chứ bình thường có đông như kiến nhé. Bình thường nhé, đông bát ngát luôn. Đợt này nó còn giảm đi đấy. Ui xoáy này, bao nhiêu cấp đấy. Ui, 220. À giết được. Giết con này trước. Ui con này 210 cấp. Ái ôi, cắn luôn. Mày, ý, anh em biết tại sao mình giết không? Để mình lấy ngọc đấy. Nhưng mà đéo biết con nào con cái, con nào con đực nhỉ? À mà mình lấy ngọc làm đéo vậy? Ừ gì, làm đéo qua Amber mà lấy ngọc. Thôi thì tích chữ Amber. Sau này có thì mình dùng. Rồi đi tiếp thôi. Ui đằng này sao tự nhiên spam mấy con thú ở đây này. Rồi em thấy xịn chưa? Cuối cùng chúng ta đã hoàn thành cái hang Zeti rồi nhá. Đi ra đến ngoài cửa này là tỷ lệ các bạn hoàn thành cái hang này là 80% rồi. Đấy, nó lại lag game phát là nó khựng, là nó bị
là nó hết thú đấy các bạn, nó bị lỗi game đấy, chứ không có TD cell gì đâu, không có vớ vào vận gì đâu nhé. Đây này, đúng rồi đấy, game nó hay bị lỗi đấy mà các bạn. Ok đi thôi, hồi xong rồi ra về thôi. Hiện tại là ở trong hang này mình cầm cái đuốc này là không thấy lạnh nhiếc gì luôn, mới đầu vào nó còn nóng cơ, thời tiết ấm rồi đấy, nó lại bị khựng game các bạn thấy không, nó bị hết thú đấy. Là những con thú nó xuất hiện ban đầu là nó hết đấy, game lỗi bay cứt ra. Mình xem nào, trong cái antifact có gì không. Ui giời, đúng quá, cái giày. Trời ơi, đi xong cái hang rồi, đúng quá, mày cơ thể cũng phải gọi là cơ thể nó phấn chấn lên hẳn luôn ấy. Tự nhiên đi xong cái hang quá sướng hẳn, ra ngoài bây giờ nó bắt đầu nóng, ai ổ lắm. Hí hí hí, bao nhiêu cấp đây, bao nhiêu cấp đây, ô cái nồn gì vậy. Hai cấp các bạn ơi, đùa tao à, hai cấp cơ ông ạ, vô lý. Được rồi, kệ mẹ đi, hai cấp cũng được, thế nào thì được. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi đồ nhá, xem nay chúng ta có cái gì ngon không nhá. Được hẳn hai cấp nó mới xịn chứ, bình thường đi cái hang thì hơi bị nhiều kinh nghiệm đấy, thế đéo là hôm nay cộng hai cấp nó vãi ỏ chứ. Đây có hàng chúng ta chơi rồi đây, hàng đây, hàng đây, hàng về đây má, nó cộng để được cộng 3-4 cấp trở lên, nhưng cộng được 2 cấp thì cộng làm cái đéo gì, đéo hiểu. Mấy giờ rồi, ui đã 8:30 rồi à, đéo thì mình chơi mỗi tí đã 8:30 rồi à. Để nhớ, ui đéo được cái gì ấy. Úi giời, được khẩu súng gun này, được cái viên gigan này, vãi nồi ạ. Thứ mình cần đó chính là cái ấy cơ các bạn ơi, cái mặt lạ phòng độc cơ, mặt lạ phòng độc với cái áo bơi thế rồi, với cả cái cung ai dây nữa, bắn titan cho nó sướng. Ui, lần nữa xem nào, nào ra đi, ra đi, ra đi, vú, áo bơi tao đâu? Má nó, được cái này thì mất cái kia. Cần mỗi cái áo bơi mới cả cái mặt lạ phòng độc, nhưng nó đéo cho cả cặp. Nó phải cho cả cặp cơ, cả đôi cả cặp thì nó mới hợp lý chứ, cho mỗi một cái mặt lạ phòng độc thiếu cái áo bơi thì cho làm đéo rồi. Ai rồi rồi. Nào, tiếp tục đây. Lần nữa. Ui. Được cái cung này, ui cái 600 đam luôn các bạn ơi. Cho gì nữa. Ui đợt này cho lắp thật gun nhỉ. Ui số gun xịn luôn đấy, như cứt đi, kéo thiết. Số gun 126 đam các bạn ạ. Mà mỗi tội là nó lại cho mình sọt gun, nó lại đéo cho mình áo bơi, cho đấy cái mặt nạ. Mà cái hàng này là chắc cái hàng cho nhiều đồ nhất từ trước đến nay, cho một đống đồ được sử dụng trực tiếp luôn đấy. Này, các bạn nhìn này. Ui giời, cái lồ này đây, độ bền 64 độ bền á. Ủa vô lý. Tôi nhớ cái này độ bền cao lắm mà nhỉ. Từ từ để mình xem lại nào. Tôi nhớ cái này độ bền phải ít nhất phải 300 trở lên. Nếu có cái áo bơi nào độ bền có 600 là có 64. Vô lý. Really good. Để mình sẽ check lại. Xem nào, làm gì có cái áo bơi nào 64 độ bền, vô lý nhỉ. 64 độ bền mặc cái hỏng à. Đây. Đây 418 độ bền ở đây. Thằng nhà làm game, mẹ mày đừng có bịp tao nhé, mày đừng có bịp nhé. Mẹ tao đang nghi sẵn rồi, đéo có áo bơi là 64 độ bền, mặc vừa xuống dưới nước cái thở đúng hai hơi này, lại phải ngoi lên chết. Mấy cái áo bơi này nó tự động hết độ bền nhé, độ bền nó không bị, nó như kiểu vào thú cắn thì cũng bị tù thôi, nhưng mà nó cứ để ý mà các bạn cũng bị hết. Đây rồi, 330. Ui trời ơi, dạ đúng hàng đấy rồi, đúng hàng ngon đấy rồi, mà cái cung đâu? Nếu có cung thì kệ mẹ đi. Được rồi, thế là ngon rồi, được cái bình súp rồi đấy. Ít gai kinh nghiệm à? Drink tonic to forget. Cái này nó như kiểu được cái bình reset kinh nghiệm ấy. Lại phải cộng lại hết thì rảnh đéo mày. Chắc phải cho thằng nào đấy ngu đần đần thế, mẹ reset lại đúng một lần duy nhất trong đời thì thôi. Rồi thì đúng mà, cái này reset một lần trong đời mà. Ui, chỗ này có con gấu đây này.
Cái gì đây? Mày ở đâu ra đấy? Con gấu này ở đâu ra nhỉ? Mày biết sao bao ra đi không? Quái cứt nó ở đây vậy? Ôi! Cái gì đây? Sao mày ở đâu ra này? Cái gì vậy? Nó còn con đá tơ nữa này. Đéo hiểu. Ủa mày bị đau à? Mày bị ngu à? Đúng vãi nồi. Điếc nè. Đấy có con Raptor đây này. Nỗi ghê mà các bạn ơi. Ok rồi, ba anh em nhá. Mẹ đéo hiểu. Chui cho con Diver. Con Raptor đâu ra các bạn ạ. Tí phải di chuyển hết về nhà rồi. Má ghê nỗi quá. Ok đây nhá anh em. Đây rồi. Mình thì định đánh một trận liên quân cơ, nhưng mà mỗi tội là mẹ chán quá. Là vào sợ thua các bạn ơi. Đây hiện tại đấu qua mình cày phải 3 click này. 3 click điền. Thì click Giang Vina này là cái click đầu tiên này. Đây mình đang cày này. Lên cao thủ 15 sao rồi. Nick Giang ALK này là cao thủ 14 sao rồi. Còn là Nick Hoàng Giang này là cao thủ 7 sao rồi. Đó hết rồi. Mình cày 3 con hạc liền. Đó, đây các bạn muốn kết bạn này tí nữa các bạn sao chép ở trong cái phần mô tả video nhé. Đây. 3 click mà mình có 3 click mà đều lên cao thủ hết rồi. Các bạn muốn kết bạn link nào thì các bạn kết bạn hết 3 link luôn, mình sẽ xác nhận. Đó. Ôi, trời ơi. Ai vào leo lên cao thủ 15 sao đánh cũng dễ quá các bạn ạ. Đợt này đánh danh cao thủ như danh vàng ấy. Dễ lắm. Đó, anh em nào muốn chơi liên quân thì kết bạn mình nhá. Đây tên của link này của mình đây. Tí nữa mình sẽ sao chép mình gửi mình đặt vào phần mô tả video ấy. Đó. Anh em muốn chơi thì kết bạn mình. Đó. Được rồi, bye anh em nhá.